Đất đang được người dân sử dụng không có giấy tờ, được giao trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 có thể được cấp sổ đỏ tăng 10 năm so với quy định cũ. Thông tin này vừa được nêu trong dự thảo báo cáo về một số nội dung đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nghiên cứu, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được hoàn thiện. Quỹ phát triển đất không phải là một chính sách mới mà đã được quy định từ Luật Đất đai 2003, 2013 với chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác để ứng vốn chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương thực tế thời gian qua quỹ này là nguồn tài chính quan trọng để nhà nước chủ động việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo việc tiếp cận đất đai kịp thời minh bạch và tăng thu ngân sách chính phủ cho rằng nếu bỏ quỹ này sẽ dẫn đến các dự án đầu tư phát triển quỹ đất phải chờ bố trí vốn thiếu linh hoạt chủ động các dự án sẽ kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng chậm tiến độ giải ngân đầu tư công